Nhìn phía bên đối diện là đường song hành quốc lộ 50. Mặt bằng tại khu vực này đã giải tỏa xong, đang chờ thi công. Mặt bằng tại khu vực này đã được người dân trao trả lại cho dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu. Nhìn xa xa phía trước là khu vực dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Phước Yên TV. Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu, đoạn từ nút giao đến ranh giới thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Phước Yên đang đứng tại vị trí nút giao. Nút giao là nơi kết nối đường song hành quốc lộ 50 với đường quốc lộ 50 hiện hữu. Tại vị trí nút giao hiện đang thi công dở dang, đang gia cố mặt đường và lắp ống cống. Do trời mưa, khu vực này bị ngập, hiện đang thi công hút bớt nước tại khu vực này. Nhìn phía bên đối diện là đường song hành quốc lộ 50. Dự án đường song hành quốc lộ 50 dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Riêng dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu, đoạn từ nút giao đến ranh thành phố Hồ Chí Minh và Long An dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Bây giờ Phước Yên sẽ đi tham quan khu vực dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu. Hai bên đường tại khu vực này, người dân đã trao trả mặt bằng để thi công dự án. Mặt bằng tại khu vực này đã giải tỏa xong, đang chờ thi công. Ống cống đã chuẩn bị sẵn để lắp xuống tại khu vực này. Tại khu vực này, người dân cũng đã trao trả mặt bằng. Một số người dân tận dụng không gian để kinh doanh mua bán. Các đơn vị thi công cũng đã lắp ống cống và san lấp mặt bằng tại khu vực này. Ống cống luôn để sẵn để thực hiện thi công dự án.
Hầu như tại khu vực này đã được giải phóng mặt bằng hai bên đường để thi công dự án. Bây giờ Phước Yên sẽ đi một vòng đường quốc lộ 50 hiện hữu để cho quý khán giả và bà con cô bác xem hiện trạng thi công và giải phóng mặt bằng hiện nay như thế nào. Dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu thuộc gói xây lắp 567 đã được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm nay, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đoạn quốc lộ 50 hiện hữu tại khu vực này có chiều dài khoảng 2,56 km, không bao gồm phạm vi đi qua dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Dự án đường quốc lộ 50 hiện hữu theo quy hoạch rộng 34 m gồm 6 làn xe. Phía bên phải tại khu vực này vẫn còn một căn nhà cấp 4 chưa được giải phóng mặt bằng. Phía bên phải là một ngôi chùa tại khu vực này cũng đã trao trả mặt bằng cho dự án. Hai bên đường các đơn vị đang khẩn trương thi công kể cả ngày nghỉ để lắp ống cống và san lấp mặt bằng. Đến ngã ba phía trước rẽ trái vào là đi vào nghĩa trang Đa Phước và khu xử lý rác thải. Phước Yên đã đi đoạn từ nút giao đến khu vực này, hầu như hai bên đường đã được giải phóng mặt bằng và người dân đã trao trả mặt bằng. Dự án đang thi công lắp ống cống và san lấp mặt bằng tại khu vực này. Vừa qua ngã ba này một đoạn sẽ bị ngắt quãng bởi một đoạn thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Đoạn đường thuộc phạm vi dự án cao tốc Bến Lức Long Thành không thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu. Khu vực phía trước là thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, đoạn đi qua quốc lộ 50. Do khu vực này thuộc dự án cao tốc Bến Lức Long Thành nên Phước Yên dừng video tại đây và Phước Yên tiếp tục tham quan dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu tại khu vực cầu Ông Thền. Phước Yên đang đi qua khu vực dự án cao tốc Bến Lức Long Thành.
Sau khi đi qua dự án cao tốc Bến Lức Long Thành, Phước Yên bắt đầu đi vào khu vực dự án mở rộng quốc lộ 50 Điện Hữu. Hai bên đường tại khu vực này cũng đã được giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công cũng đang khẩn trương thi công dự án. Cống tròn cống hộp cũng đã được để sẵn hai bên đường. Mặt bằng tại khu vực này đã được người dân trao trả lại cho dự án mở rộng quốc lộ 50 Hiện Hữu. Nhìn xa xa phía trước là khu vực dự án cao tốc Bến Lức Long Thành. Tại khu vực này, phía bên kia đường vẫn còn một số căn nhà chưa được giải phóng mặt bằng để trao trả lại mặt bằng thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 50 Hiện Hữu. Khu vực này gần cầu Ông Thìn thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh. Bây giờ Phước Yên tiếp tục đi tham quan dự án hướng về cầu Ông Thìn. Theo quan sát, hướng bên trái là hướng xây dựng cầu Ông Thìn mới tại khu vực này chưa được giải phóng mặt bằng. Phía trước là cầu Ông Thìn, phía bên trái sẽ được xây dựng một cây cầu mới. Cầu Ông Thìn cũ sẽ được gia cố lại. Cầu Ông Thìn là cây cầu có từ lâu đời, đi qua sông Cần Giuộc kết nối xã Đa Phước với xã Quy Đức thuộc huyện Bình Chánh. Tại khu vực này, vào ngày lễ Tết cũng khá đông đúc, đôi khi bị kẹt xe. Việc xây dựng một cây cầu mới sẽ giải quyết được tình trạng này. Đây là khu vực ngay dốc cầu Ông Thìn thuộc xã Quy Đức. Tại khu vực này hiện cũng đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 50 và xây dựng cầu Ông Thìn. Người dân nơi đây đã trao trả mặt bằng, ống cống cũng đã được để sẵn tại khu vực này.
Khu vực này cũng đã tập kết nhiều ống cống và vật tư để thi công dự án. Nhìn chung, việc giải phóng mặt bằng thuộc dự án mở rộng quốc lộ 50 hiện hữu hầu như đã gần xong, chỉ còn vướng một số căn hộ thuộc xã Đa Phước. Việc thực hiện dự án hoàn thành trong năm 2025 là rất khả thi. Phía trước là khu vực cuối của dự án, cũng là ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Phước Yên xin dừng video tại đây. Quý khán giả và bà con cô bác yêu mến kênh Phước Yên TV, vui lòng đăng ký và nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.